Ôi trời ơi, vợ mới con. Thế đi đâu để chết trâu ở đấy? Thế giờ này mới chưa về cơm nước để cho mình chết đói. Đúng là cái đồ. Đồ gì? Hả? Ông đang bảo đồ gì? Có nhà cái này này, sao nhiều ruồi mới nhặn thế này. Cái đồ ruồi nhặn nó cứ bâu vào nó đi đốt tôi đây này. Mà bà đi chợ kiểu gì mà lâu thế? Đi sao? Chăm dâu đổ vào đầu tầm ý ông ạ. Tôi vừa có chợ ở đâu, tôi còn phải đi qua ruộng lúa để xem lúa má nó thế nào. Đấy, xong lại còn phải đi qua bên đằng đông để xem ông Hồng hỏi xem là cái vụ mắm tôm lấy ít về bán. Xong lại phải qua đằng Tây để hỏi ông Mây xem cái con lợn giống má tính thế nào. Thôi. Cái giờ này bà định trình bày đến tối đấy à? Hả? Chả thì cơm nước thì bà muốn tôi chết đây này, bảo tụt huyết áp là chết à? Ở nhà nhóc nhóc làm cái gì không nấu được nồi cơm? Hả? Đàn ông đàn an đi nấu cơm rửa bát được. Mà chợ búa thì chả mua cái gì toàn rau không thế này à? Ăn rau thì ăn gì? Ôi giời ơi, phải có thêm tí chất, ít ra có tí thịt, tí tôm, tí cá thì đấy chẳng hạn. Tiền đâu? Đưa tiền đây. Tiền? Bà cứ mở mồm là tiền. Bà thừa biết thì tôi làm đếch cái con su nào. Cái chủ tài khoản ở nhà này là bà cầm. Rồi. Suốt một tháng thì ăn rau xanh hết cả ruột rồi. Bà phải cho tí đạm vào, tôi có chất cho nó hứng khởi cho đây. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà cơm mà không có tiền thì ở đâu ra? À, cái con gà để trong chuồng rốt nó mãi thì nó bức bí thì thịt đi để. Dở à? Gà đang nuôi thì bảo thịt. Nuôi để làm gì? Nó là gà trống, nó có đẻ đâu mà nuôi. Nuôi nó tốn tóc. Thì biết là như thế, nhưng mà phải có khách khứa thì mới thịt chứ. Gà đang nuôi để thịt. Bà này rất là lạ. Thế này nhà để ăn lại không muốn, thì cứ muốn người lạ mà đến đây thì phải có khách mới thịt đấy. Mà bà nói rồi, bà phải giữ lấy cái mồm nhá. Được. Tôi được. Hứa có khách thì thịt. Lạ thật. Tôi thích. Cái nhà này thì bà xã mày để cứ thích phải có khách với thịt, tự nhiên một tháng nay chả có ông khách nào đến nhà chơi thì mình khổ chứ. Đấy có cách rồi. Ôi trời, chào cô. Không dám mà, chào bác. Cụ đi chơi phải không? Dạ vâng ạ, tôi đi dạo một chút ạ. À này, thế con hỏi cụ là cụ thích ăn thịt gà không? Thịt gà? Thịt gà không phải cụ thích mà các cụ của cụ cũng thích. Úi, thế thì hôm nay cụ sẽ được thích. Bây giờ con mời cụ vào nhà con. Con sẽ thịt con gà trống của gà để làm giống nên nó chiêu đãi cụ luôn. Mời cụ vào nhà. Thế mời cụ. Mời cụ uống chén nước ạ. Dạ xin bác. May quá. Từ năm ngoái hồi dỗ cụ đến giờ tôi cũng chở được miếng thịt gà nào. Dạ vâng, thế thì hôm nay có. Bà nó đâu? Ơi. Này, thế là có khách rồi nhá. Loại tham ăn chỉ muốn có khách để thịt gà thôi. Chào bà. Vâng ạ, à, chào cụ ạ. Dạ vâng. Ôi dồi ôi, may quá là có cụ đến chơi. Thế nhà chắc nuôi được nhiều gà lắm nhỉ? Chả là thế này. Dạ. Chồng em á, cứ trời nắng nắng là như thế là thỉnh thoảng lên cơn thần kinh. Đấy. Để đặt mải dao đấy ạ. Tôi xin phép bà. Tôi lại nhà. Bác ở lại chơi đã. Tôi lại nhà. Kìa bác. Ôi dồi, bác ở lại chơi đã. Bác gì ơi? Thế không ăn thịt gà? Hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang cái gì, chỉ mang một màu bút chì và mang một miếng thịt gà chạy bộ. Trời ơi, lại kéo gỗ rồi. Mà năm nay thầy bói bảo anh mình đỗ một trạng, mà nhìn anh mình càng kỹ, đúng rồi, đỗ trạng lợn đây này. Lại kéo gỗ rồi. Đầu giường ánh trăng sáng, làm đổ tô canh xương, ngẩng mặt lấy khăn trắng, cúi đầu lau khô giường. Ai rồi, có thực mới vượt được đạo. Mà anh trạng lợn của mình ấy bảo là ăn mặn lại thông minh. Ăn vào cũng nhận thấy thông minh thật đấy.
Ui anh ơi. Ôi chết rồi. Ừ anh bơi ngửa đi. Anh mới bơi ngửa. Cái gì đấy? Cái gì đấy anh? Cái gì đấy? Hóa ra là tao mơ. Tao mơ chết đuối. Anh vừa mơ anh chết đuối ở đại dương đúng không? Ừ. Mồm anh toàn muối cái kìa. Này, mày xỏ xiên anh đúng không ha? Anh ơi bố tèo đi vắng anh ở nhà anh toàn bắt nạt em. Anh học anh không chịu học. Anh sắp thi đại học đến nơi rồi. Anh chả chịu học gì cả. Này, ai bảo mày là tao không học hả? Thế anh ngủ còn gì nữa? Tao ngủ bao giờ? Đây, từ nãy đến giờ không phải là tao ngủ mà tao nằm chiêm bao để gặp các cụ. Ô, thế anh gặp các cụ, anh giúp các cụ xẻ gỗ sao mà anh ngáy o o thế? Thích xỏ xiên không hả? Vừa nãy là tao gặp các cụ là để tao báo cáo tình hình học tập của tất cả các anh em trong dòng họ với các cụ. Thế trong đấy có cả mày nữa đấy. Thế cụ bảo gì em? Cụ bảo là mày lười như hủi ấy. Chả học hành cái gì sắt. Như thế là không công bằng, anh cũng có học hành gì đâu. Ai bảo mày là tao không học? Các cụ còn bảo nhá, mày là em tao mà mày chả học được của tao cái điểm gì hết. Nhưng mày mà... thì chắc mà đừng có nói nhiều, học đi. Dạ vâng ạ. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy. Lại khéo lỗ mẹ ơi, cô cuốn chặt, chặt cuốn cổ. Dậy! Cái gì đấy? Nó động đất 900 độ Richter hả anh ơi? Trời, mày có thích động đất không? Ai cho mày ngủ hả? Em có ngủ đâu, em đang nằm chiêm bao đấy. Em nằm chiêm bao em gặp cụ tổ. Cụ nổi cơn tam bành, cụ đang uống trà. Cụ cầm cái chuyên cụ ném phoang cái. Ui dồi. Cụ chỉ thăng vào mặt em, cụ bảo. Bảo gì? Bảo là. Bảo gì? Bảo thằng anh mày đừng có nói dối. Mày có thích nói dối không hả? Mày lại đã ngủ mày còn điêu à? Mày còn điêu à? Mày có thích bắt chiếc không? Bố Thèo ơi, tôi bắt nạt con. Bố về, bố Thèo ơi. Có chuyện gì? Anh bắt nạt con. Ôi dồi ôi, thằng tụt lớn chứ. Mày được cái chổi đây. Học không chịu học suốt ngày bắt nạt em là thế nào hả? Ba lần mày đi thi đại học bố mày đều cho mày ăn xôi đỗ ấy, vậy mà không đỗ toán trượt ấy. Bởi vì cái đầu óc của mày là không tập trung, hiểu chưa? Ăn xôi đỗ mà để hình dung là xôi lạc, toàn lạc đề thôi. Úi dồi ôi, vào đi học. Bố. Xong chưa em ơi, đói lắm rồi. Anh chờ một tí nó xong rồi. Rồi em. Anh đã bảo rồi, để anh ra ngoài ăn đi, cứ lôi về nhà. Chả mấy khi bố mẹ em vắng nhà, anh đến đây á, là em trổ tài nấu nướng của vợ tương lai. Cái gì đấy? Mặn à? Ok, đây, em làm cái gì đấy? Chứ nó mặn em phải đổ nước lọc vào chứ. Ôi giời ơi, chưa mặn một cách đổ luôn trong nước. Rồi. Em hãy chân xa đèn. Em ơi, tập trung vào nấu nướng đi. Hát với hò cái gì? Hát ra cái gì? Hôm nay anh khó chịu trong người, sao mà cứ bực mình với em nhé? Anh mệt mỏi lắm rồi. Ôi, cháy rồi kia kìa. Em vừa cho thêm nước cháy sao được? Không có nướng thì phải tập trung mà. Thử miếng đi anh. Vừa nóng vừa mặn, nhét nghề mồm như thế à?
tay một thôi, không phải nấu nữa. Xí này. Thôi, ra đang bảo này. Nè, sao em hướng như con mèo ấy nhỉ? Tụi anh yêu em bao nhiêu lâu, lúc nào em chẳng ăn như con mèo. Ôi trời ơi. Em nấu nhiều này là để cho anh ăn đấy chứ. Ý anh không phải nói là em ăn ít, em nhỏ như con mèo. Mà ý anh nói là em nấu ăn thì phải nấu chuyên tâm vào đấy, lại còn ăn vụng. Đi một cái nhốt một cái thì ăn một cái không được. Mà nấu ăn thì còn nấu mặn. Ăn nấu mặn rồi lại còn nhét vào mồm người yêu. Rồi cách chữa mặn thì không ra cái gì cả. Xong lại còn vừa nấu lại còn vừa hát. Chả làm sao mà giọng hát thì có hay đâu. Ngang lại cả con bò giống ở kia kìa. Này. Này. Này, nghe anh nói này. Em ơi, anh bảo này, hôm nay anh có quà tặng em đấy. Thật, chờ anh một tí nhé. Đây. Thôi mà khóc lóc gì nữa, anh có quà tặng em đây này. Tèn, đấy, đẹp chưa? Đây. Anh nói cho em biết nhé, đây là hoa mà em thích đấy. Hoa này tượng trưng cho tình yêu của anh và em. Khi nào mà hoa này héo đi, có nghĩa là tình yêu của chúng mình sẽ bền chặt và anh sẽ cưới em nhé. Anh sẽ cưới em? Tất nhiên rồi. Anh hứa luôn. Anh hứa luôn. Ok, bây giờ em tập trung vào nấu ăn đi nhé. Anh sẽ để hoa đây nhá. Nấu cho ngon vào đấy. Hoa này nhanh héo lắm, kiểu gì tuần sau cũng cưới nhau. Mày quá, vớ được bó hoa giả. Đây là hoa giả mà. Thế này thì bao giờ mới éo? Chào em. Dạ, chào em. Em có phải là Linh không nhỉ? Dạ vâng ạ. Em là Linh ạ. Thế à? Thế còn anh có phải là Hoàng không ạ? Đúng rồi, anh là Hoàng đấy. Linh này, nhìn em ạ, xinh hơn là ở trong ảnh nhỉ? Anh Hoàng ơi, em thấy anh cũng thế, nhìn anh ở ngoài phong độ và đẹp trai hơn rất nhiều. Anh cũng được. Trông em đúng là xinh hơn trong ảnh thật. Dạ. Mà Linh này. Dạ. Em có biết là tối nay ở trên chiếc giường nhỏ trong phòng anh ý, nó sẽ có một cái trái tim thổn thức, nó thức suốt cả đêm vì nhớ em không? Anh Hoàng này. Chắc là anh làm thơ hay lắm nhỉ? Anh cũng thỉnh thoảng làm thôi. Thế nhưng mà anh nói cho em một bí mật nho nhỏ nhé. Dạ. Là anh mới xuất bản được có hơn 100 tập thơ. Bút che để đời mà em. Ôi. Anh Hoàng ơi. Hay là anh làm một bài thơ đi. Làm một bài thơ để kỷ niệm mà lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy. Được. Để anh tặng em một bài thơ kỷ niệm lần đầu chúng mình gặp gỡ nhé. Dạ. Xem nào. Em đẹp như tiên trên trời. Anh đây chỉ muốn một đời bên em. Em đẹp như là que kem. Anh đây chỉ muốn hôn em mỗi ngày. Nhìn em anh tặng nụ cười. Để anh cháy mãi giữa trời mùa đông. Ôi, hôm nay nóng quá em nhỉ. Anh Hoàng ơi. Anh làm thơ hay quá. Anh cũng được mà. Mà em ơi. Dạ. Em cho anh hỏi là em làm nghề gì? Anh thử đoán đi. Đoán à? Dạ. Em xinh như thế này ấy, chắc là em làm diễn viên rồi, đúng không?
Dạ không phải anh ạ. Không phải à? Không phải thì chắc là em làm ca sĩ hay là người mẫu ảnh có đúng không? Dạ càng không phải anh ạ. Không phải à? Thế thì em làm nghề... Mà thôi, anh chịu rồi đấy. Em làm nghề gì? Hay là anh thử đoán thêm lần nữa đi. Anh đã bảo là anh chịu rồi mà. Em làm nghề gì vậy? Dạ em làm bác sĩ ạ. Bác sĩ à? Ôi, anh không thể ngờ được là cái đôi bàn tay mỏng manh như thế này lại dám cầm vào dao mổ với lại cầm xi lại cầm kim tiêm. Dạ. Em này, anh có thể xin phép em cho anh làm bệnh nhân của em suốt đời có được không? Được không? Không được đâu anh ạ. Sao lại không? Anh có điều gì làm em không hài lòng à? Không phải. Thế tại sao mà em lại từ chối một bệnh nhân chân thành như thế này? Em nói đi. Hay là em là bác sĩ thú y? Kể cả làm bác sĩ thú y anh cũng nhận mà. Nào, cho anh là bệnh nhân của em nhá. Không phải đâu anh ơi, không phải. Tại sao lại không? Vì em là bác sĩ pháp y ạ. Cái gì? Bác sĩ pháp y á? Tiền nhiều thế này, có khi sắp tới tậu quả trực thăng đi cho nó đỡ tắc đường. Dạo này vào cầu to rồi. Số gì mà lạ hoắc thế này? Hello, ông có phải là T không? Chính xác, T đây. Ai đấy? Tôi báo cho ông biết một tin. Vợ ông đã bị bắt cóc. Hả? Cái gì? Anh nói lại xem nào. Khôn hồn. Ông nộp ngay cho tôi 300 triệu thì vợ ông sẽ được thả về. Hả? Anh dám bắt cóc vợ tôi à? Anh đừng có dọa tôi nhé. Ở đây không án đâu nhá. Bất kể việc gì cũng không án đâu nhá. Đừng có dọa nhá. Cứng nhỉ? Chả cứng à? Đây cứng như quả trứng luôn nhá. Nếu như ông không nôn tiền ra đây thì vợ ông phải chịu hậu quả đấy. Tôi không có tiền thì sao? Được, ông xem đây. Mày đi khách này. Cứu em ơi. Cứu em với chồng ơi. Ông gì ơi? Anh ơi, anh phải nhớ đưa tiền cho bọn nó luôn để cho em còn về nhá. Được rồi. Thôi, nói thế đủ rồi. Tốn tiền điện thoại. Sao? Anh nói lại cho nghe, anh yêu cầu bao nhiêu tiền? 300 triệu, nôn ra đây, vợ ông được về. 300 triệu? 300 triệu, đúng 12 giờ, hẹn nhau tại chợ bé. Thế nào? À này, anh gì ơi? Đi ra ngoài anh em mình bàn chuyện cho nó rõ. Đi tránh xa vợ tôi ra chút. Rồi, xa rồi. Xa chưa? Rồi. Cô ấy không nghe thấy gì? Không nghe thấy. Này, tôi sẽ trả cho anh 400 triệu nhưng với một điều kiện. Hả? Thêm một tháng nữa? Làm được không? Ok, tôi đồng ý. Hẹn nhau ở chỗ ngã ba chợ bé, đưa tiền cho tôi nhớ chưa? Alo. Chuột đấy à? Này, bảo cả đội sang nhá. Ngay chiều tối nay sang nhà tớ. Tớ vừa giải quyết cho vợ tớ đi nghỉ mát một tháng rồi. Thoải mái lắm. Đây rồi. Chả mấy khi. Xoài à bạn? Chả mấy khi sang chơi nhá. Nhớ lại tuổi ấu thơ ngày xưa. Xoài chấm với muối. Ăn đi, cho nó thông minh nhá. Thế ăn mặn là thông minh hả ông? Ăn thử đi. Tôi cũng thử thông minh cái xem nào. Ôi à. Thế nào? Ngày không thông minh vất vả lắm. Mà này,
Dạo này là ông nổi tiếng ra phết ấy. Tôi thấy ông trên TV suốt, có khi còn hơn cả diễn viên chứ. Bình thường ấy mà, người tài năng như tôi ấy, nổi tiếng là cái điều quá bình thường. À thế à? Mà này, tôi thấy có nhiều vụ án người ta kết luận là không thể phá. Thế mà ông lại phá được, thế mới giỏi chứ. Cái vấn đề này ấy, nó phải là cái người có chuyên môn. Chứ người bình thường như ông ấy không hiểu được đâu. Ông chỉ được cái sĩ. Ngày xưa ông thì học dốt, độ sổ gần nhất lớp, bảy đặt. Trời ơi, tôi nói cho bạn nghe là như thế này này. Đấy là cái câu chuyện ngày xưa. Cái suy nghĩ của tôi ấy, nó là cái suy nghĩ không giống người bình thường nhá. Quan trọng bây giờ là ông thấy tôi thế nào hả? Nhà, cửa, rồi công việc, tất cả mọi thứ. Cái điểm số thì thời ấu thơ không nói lên điều gì nhé. Này, ý ông bảo là tôi thì ngu, còn ông thì thông minh như thế hả? Này, này, đấy là tự ông nói ra nhá. Chứ tôi là tôi chưa hề đả động gì đến nhá. Tôi thông minh hay không ấy thì cả xã hội người ta biết rồi. Còn ông có thông minh hay không ấy thì tôi còn phải nghĩ. Học dốt thì không làm thám tử, kể cũng lạ thật đấy. Đấy, nói từ nãy đến giờ ông chả hiểu gì cả. Tôi đã bảo rồi, tôi là người có lối suy nghĩ không bình thường. Ông phải nhớ, tội phạm bây giờ là nó giấu cơ quan chức năng ghê lắm. Nó thường đặt ra những cái câu hỏi rất hóc búa. Nhưng tôi đây này, tôi lại trả lời câu hỏi đó theo một hướng khác hẳn. Chính vì thế mới tìm ra được manh mối. Thế à? Trông cái mặt ngây ngô thế kia, không hiểu gì đúng không? Thế cho nên tôi mới bảo là phải có tố chất. Tố vì chất chất. Con chào. Ơ con, mày học rồi à? Chào chú đi con. Con chào chú. Chào con, con trai ông à? Này, cháu lớp mấy rồi? Dạ cháu lớp 4 rồi ạ. À. Lớp 4 rồi cơ. Này, con trai tôi nó học lớp 2 rồi mà nó chả biết cộng trừ nhân chia gì cả. Chán lắm rồi ạ. Thôi lớp 4. Cộng trừ nhân chia ba chữ số là cứ là vô tư. Thế à? Đây này, ví dụ điển hình. Bây giờ bố hỏi con nhá. Đơn giản thôi. 50 cộng với cả 20 bằng bao nhiêu? Bằng 102 ạ. Đấy là thông minh à? Bố hỏi lại nhá. Đúng rồi, ví dụ như là bên túi quần phải của con có một tờ 50.000, 5 này, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Túi quần trái là có 20.000, đấy, tổng cộng là con có bao nhiêu tiền? Nếu túi bên phải của con có 50, đúng rồi, mà túi bên trái của con có 20. Đúng rồi, là bao nhiêu? Bao nhiêu? 50, 20, 50. Trời ơi, nếu mà túi bên phải và túi bên trái của con có 50 và 20 thì chắc chắn con mặc nhầm quần của bố rồi. Ôi, con đi tặng gì? Đấy là thông minh à? Nếu mà trả lời bình thường thì nó quá đơn giản. Ai chẳng biết 50 với 20 đương nhiên là 70 rồi. Nhưng nó lại không trả lời như thế. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đấy mới là tư duy của một vị thám tử đại tài. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Anh nên kiểm tra sức khỏe định kỳ phải không? Dạ vâng ạ. Thế cơ thể của anh hồi này có gì bất thường không? Dạ, báo cáo bác sĩ là nó có nhiều cái biểu hiện bất thường lắm ạ. Em suy đoán là khả năng em bị sao? Bị vô sinh ạ. Vô sinh á? Dạ vâng. Ôi giời ơi, muốn biết vô sinh hay không thì phải xét nghiệm, rồi chụp phim, tổng quát đầy đủ, chứ không thể kết luận u ớ được đâu. Dạ, nhưng thưa bác sĩ là cái này em cũng suy luận nhiều rồi. Và khả năng là em bị từ lâu lắm rồi ạ. Từ lâu à? Dạ vâng ạ. Lâu là từ bao giờ? Dạ lâu là từ đời ông nội em vô sinh. Xong rồi di truyền sang đời bố em cũng vô sinh. Xong đến đời em cũng nghĩ em bị vô sinh ạ. Tức là bố anh cũng bị vô sinh? Dạ vâng. Thế anh ở đâu ra? Em ở quê ra chứ ở đâu ra? Bác sĩ hỏi buồn cười nhỉ. Em nói thật với bác sĩ nhá. Em tâm sự thật. Là dạo này em lại có cả biểu hiện là đãng trí. Nói trước quên sau. Sống người chỉ biết hôm nay thôi, chứ còn ngày mai và ngày kia là không nhớ được. Thế à? Dạ vâng. Thế thì xin lỗi nhá. Sao ạ? Anh cho tôi tiền khám bệnh trước, không tí nữa anh quên thì sao? Ôi trời ơi, riêng về khoản tiền thì bác sĩ lại hoàn toàn yên tâm. Là em cực kỳ nhớ luôn. Ở quê em đấy, mấy ông vay tiền của em có cần sổ sách gì đâu mà đòi không thiếu một đồng nào luôn. Thế à? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi. Đây,
anh Kiệt Tuấn này đi xét nghiệm đi, tí nữa quay lại gặp tôi. Dạ vâng, xét nghiệm xong quay lại gặp bác sĩ ạ. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Ừ. Dạ vâng. Dạ, bác sĩ ơi, có kết quả chụp rồi, bác sĩ xem với em cái. Ờ, để tôi xem nào. Ôi giời. Sao bác sĩ? Không ổn, không ổn rồi. Bác sĩ ơi, có phải là em bị vô sinh không ạ? Không phải vô sinh. Thế làm sao ạ? Mà anh bị nhiễm độc rất nặng. Nhiễm độc rất nặng ạ? Ừ. Dạ thưa bác sĩ, là em ăn uống sạch, rau thì em tự trồng, nước thì em uống nước đun sôi, thì làm sao mà em nhiễm độc được hả bác sĩ? Không những nhiễm độc mà còn nguy hiểm tới tính mạng, có thể chết người chứ gì? Có thể chết người à? Chính xác đấy. Bác sĩ ơi, thế nhiễm độc loại gì hả bác sĩ? Nhiễm độc loại gì? Tôi chỉ có thể trả lời anh sau khi xét nghiệm tử thi thôi. Trời ơi, anh thấy không? Em cắt cho anh kiểu này nó như Lee Min Ho luôn, tăng lên mấy chân kính luôn ấy, anh ạ. Đẹp rồi, à, thế là xong đấy anh ạ. Quên bao tiền đấy? À, thôi để chỗ anh mới đến này em lấy 5 lít, anh nhá. Ui ôi, cảm ơn anh ạ, lần khác anh đến nhá anh nhá. Anh lại nhà anh nhá. À, người có tâm có tài nó khác nhá. Hai đường kéo là kiếm luôn 5 lít đấy. Ôi, thế này chả mấy chốc là giàu. Đấy. Ừ. Hãy nhìn ngắm thật kỹ, hãy suy nghĩ thật lâu. Mình làm thợ cắt tóc không nhầm lẫn được đâu. Ôi, ôi, welcome, welcome. Hello, hello, hello. Cái gì? Chờ lâu á, lâu thì thôi. À, anh vào đây. Ý em nói là không phải đợi lâu đâu. Mời anh vào. Ôi dồi ôi, anh có cậu con trai là beautiful. Ê cậu ơi, cái đường tiêu hóa của cháu nó rất tốt, không bao giờ bị phun hay chới gì đâu. Không, ý anh nói là con anh rất là đẹp trai. À, à, sao nào, ui cái đấy. Nhìn mặt rất giống Zidane, mà nhìn lâu lại giống Công Phượng. Mời con, mời con. Ê không, tự cắt trước, chuẩn bị phải đi họp mà. Ờ, rồi, rồi. Xin mời anh. À, dạ vâng. Ngồi đấy. Cháu ngồi đây. Ngồi đâu nhỉ? Dạ đây, anh ngồi cái ghế đây. Cái ghế giống đấy, cao sang đài cát đấy. Salon em nó là number one anh ạ. Ôi da ơi. Gió đẹp thế. Anh ơi, không phải trúng gió đâu, bóng đèn đồ dễ vỡ nhá. Anh đừng có sờ vào. Xem nào. Anh có một gương mặt rất chi là đẹp trai. Sau đây thì em sẽ tư vấn và cắt tóc cho anh. Này, làm gì đấy? Dạ em quấn vào cổ anh ạ. Thôi. Tớ thích cô bé quàng khăn đỏ chứ tớ không thích kiểu tuxedo mặt nạ thế. Bí lắm. Anh là một người khách vô cùng đặc biệt. Chính vì thế em sẽ cắt cho anh những kiểu tóc vô cùng đặc biệt. Đầu tiên nó là xịt khoáng anh ạ. Ôi, ngọt ngọt đấy. Không sao anh. Cho tí nữa. Sao nào, anh có một mái tóc hình chiếc lá. Đấy. Đúng là mái tóc góc con người anh nhờ. Trời ơi, chú Toa ơi. Quạt trời đất ơi, đẹp gì mấy. Dạ đầu tiên với mái tóc của anh, em xin cạo bộ râu ạ. Dạ vâng. Được không? Được, phê phết. Lên. Râu là phải cạo riêng. Rồi. Nhìn diện nhỉ. Đấy, anh thấy không? Tiếp theo, bắt đầu đến phần tóc. Đây là kiểu hớt tóc kiểu Italy. Italy. Vừa y vừa ly này. Rồi. Có thể nói sâu hơn là kiểu cắt tóc này ở Việt Trì rất bổ thận và tì, nhưng kiểu gì cũng cắt được tóc. Ê, chú ơi, sao lại tóc ai rơi vào mặt anh này? À, tóc chú đấy. Lẹm đấy. Em thử tách tơ mà không sao vậy? Vừa cắt cho người lại vừa cắt cho mình. Bắt đầu cắt. Triệu hai. Triệu hai. Dạ vâng. Đây cắt tóc rẻ nhá. Cắt tóc mà như cắt cổ ấy. Alo. Được rồi, anh đang cắt tóc, anh qua luôn, bảo nhân viên sắp xếp đi nha. Rồi, anh qua luôn mà. Anh ơi. Họp khẩn cái gì? Tớ bảo này, dạ, vâng. Bạn cắt luôn cho cả con tớ, rồi tí nữa tớ thanh toán cho. Hai đầu 2 triệu tư cái gì? Nhưng tí nữa tớ lại nha. Vâng ạ. Alo, rồi. Anh qua luôn đây nha. Này, con này.
bố con làm nghề gì mà từ nãy giờ từ lúc bố con vào mà chú lại cứ thế lạnh lạnh gáy nhỉ? Không phải là bố cháu đâu ạ. Chắc là anh hay là bác đúng không? Không phải đâu ạ, cháu đang chơi ở ngoài vỉa hè thì chú ấy chạy ra và bảo cháu có muốn cắt được kiểu tóc đẹp và miễn phí không ạ? Rồi sao? Rồi chú ấy bảo đưa cho chú cái này ạ. Ê, chú của cháu là chú đáo quá, để tiền ở trong phong bì xem nào. Đáng đời cái tội bóp chặt khách. Ôi trời ơi anh. Có cái gì giật ơi, mình. Giật mình. Anh Thảo mà không biết gì cả. Tập trung chú ý quá. Mới có chỉ thị cấp trên phải không? À đây. Ôi trời ơi anh em đang đau đầu đây ạ. Mà em vừa nhận chỉ thị được cách đây vài giây mà anh đã biết rồi ạ. Thế mới giỏi thế này. Anh là cấp trên của em. Thì tôi cũng là cấp trên mà lại. Chỉ thị nói về cái gì? Anh ơi, chỉ thị cấp trên đề ra cho chúng ta đó là sang năm ấy chỉ được khống chế dưới 10 chỉ tiêu thôi. Quá 10 chỉ tiêu là đi tầm đi. Dưới 10 chỉ tiêu à? Vâng, dưới 10 chỉ tiêu rồi. Có vấn đề gì đâu, kể cả là 9 chỉ tiêu hay 8 chỉ tiêu mình cứ lựa là được hết rồi. Không phải lo. Vâng. Cứ tưởng gì chứ mà có thế mà làm sao mà cậu phải hốt hoảng đấy. Vụ nhẹ một cái mà giật bắn như này. À đây. Dạ. Cậu còn nhớ cái con nở cho tôi không nhỉ? Nở nào? À cái mơ ấy. À vâng, mơ thì em nhớ ạ. Nhớ dành cho nó một suất nhé. Ôi anh ơi. Dành một suất à? Sao lại thế được ạ? À? Tôi mới nhờ cậu có một chút mà cậu có vẻ như là hốt hoảng như thế này là chứng tỏ là này. Dạ. Cái thái độ của cậu như thế là tôi không vừa lòng nhá. Cậu đứng gần đấy. Dạ đây ạ. Cậu nhìn thẳng vào mặt tôi đi. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Nhìn vào đây. Cậu có thấy cái gì không? Dạ có ạ. Thấy cái gì? Em thấy con người. Đúng. Chính cái con người này đã sáng suốt nhận cậu vào đây nhá. Dạ. Để cho cậu làm việc có ngày hôm nay. Dạ. Ê, vậy mà cậu đi bây giờ cậu là bắt đầu quên ơn tôi phải không? Dạ không ạ. Cậu nhìn lại mặt tôi đi một lần nữa. Lại nhìn nữa. Xem còn cái gì nữa không? Dạ có ạ. Thấy gì? Nhiều nếp nhăn lắm anh ạ. Đúng. Chứng tỏ cậu rất thông minh. Cậu thấy tôi có nhiều nếp nhăn cho nên cậu vẫn quan niệm như là người xưa có câu là che già thì măng mọc đúng không? Có nghĩa là tôi sắp nghỉ hưu đúng không? Cho nên cậu coi như là cậu muốn qua mặt đúng không? Ê, không anh ơi. Anh đừng có nghĩ như thế. Em được như ngày hôm nay là do một công anh cất nhắc, một công anh để ý. Đúng. Em có thể có lỗi với anh nhưng làm sao mà dám có lỗi với anh được ạ? Ấy vậy mà tôi nhờ có một suất thôi. Mà không, tại sao mà phải bối rối như thế? Ừ, dạ nhưng anh ơi, cái chuyện này em sợ. Dạ. Sợ cái gì? Cậu sợ cái gì? Dạ anh ơi, nhưng mà cái vấn đề này nó khác, em sợ lắm ạ. Sợ cái gì? Này, tôi dạ. Đã thế bây giờ tôi nói luôn nhá, không dạ. Phải là một suất nhá. Riêng tôi là ba suất. Anh ơi, không được, ba suất thế này thì anh sẽ bắt em phải làm điều ác à? Có cái gì mà ác? Khổ quá anh ơi, đây là chỉ tiêu khống chế tử vong tai nạn lao động hàng năm anh ạ. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Chào cô. Ôi, 5 năm mới gặp em, phòng khám bác sĩ giờ này trông khang trang đẹp đẽ thế nhở. Cô có bị nhầm không đấy? Nhầm là nhầm thế nào ạ? Ông sao bác sĩ 5 không năm? Nhớ em mà, 5 năm rồi, bây giờ em mới quay lại mà. Ôi trời, cô ơi, cô nhầm rồi. Phòng khám của tôi mới chuyển về đây có hơn 5 thôi. Sao lại hơn 5 ạ? Thế là thế nào nhở? Ôi dạ, thông bác sĩ thông cảm. Có khi là hôm nay nóng nực quá, thời tiết nó thay đổi thế nào, đầu óc em nó để đi đâu ấy. Rõ ràng như em vừa gửi xe ở dưới cửa ở bệnh viện đấy. Thế thế nào quay lên quay xuống thì gửi tiền rồi, chứ lại không lấy vé. Thế cứ đi quay đi quay lại vào bốn lần rồi mới lên đây được, khổ thế chứ để... Thế này tôi hỏi cô nhé. Thế cô đến đây làm gì nhỉ? Tâm sự hay là... Không, em đến khám bệnh chưa ạ? À? Khám bệnh à? Thích. Đây, tôi đang nghe cô đây. Dạ, bác sĩ thông cảm, đầu óc em dạo này nó cứ làm sao bác sĩ ạ? Cứ nhớ quên, thì rõ ràng là bảo đến đây chữa bệnh. Thế nào mà cứ ra thì vào thì nhớ thì vé xe với xe giờ mới lên đây được. Bây giờ em trình bày vào cái vấn đề cụ thể ạ. Em không hiểu dạo này tại sao ấy mà người ngợm em nó cứ mệt mỏi, nó cứ bứt rứt. Mà đầu óc nó cứ quay cuồng, nó cứ chóng mặt, mà thế nào nó cũng khó tả lắm bác sĩ ạ. Khó tả? Hiểu nó bị làm sao, vâng ạ. Có thể cô nói rõ cho tôi rõ hơn thêm mà.
ở nhà là em đã nhớ là em có một cái vấn đề rất quan trọng là để em đến đây để em báo cáo bác sĩ, mà sao bây giờ em đến đây em lại quên là như thế nào nhỉ? Em cô cho tôi xem tay nào. Xem tay ạ. Dạ. Thế này nhá. Vâng ạ. Cô đã có thai. Đấy. Cô cầm theo đơn thuốc này, mỗi thuốc bổ và trợ thai nhá. Ô anh nhỉ? Thai nghén gì ở đây? Thì vớ ba vớ vẩn. Bác sĩ buồn cười thật đi. Chồng em đi công tác đến giờ gần một năm rồi, có về nhà lần nào đâu. Thai nghén nó thai nghén thế nào? Bác sĩ cứ nói thế thì mang tiếng làm ra về nhà thì hai vợ chồng cãi nhau gì thì phá hoại hạnh phúc gia đình em mà không được. Cứ tưởng là giới thiệu cho cái phòng khám gì đàng hoàng, bác sĩ tử tế, hóa ra là tiền mất tật mang. Thôi đi về. Đây này. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Lại gặp cô. Vẫn em ạ. Cô đến đây làm gì? Hôm nay tôi không tiếp khách, tôi không khám bệnh. Chết, sao hôm nay bác sĩ nóng tính thế à? Dạ, thưa bác sĩ ạ, sau một thời gian nhớ nhớ quên quên ạ, em có nhớ mang máng là hình như là cách đây hơn 2 tháng là ông xã em có về một lần. Thế nhưng mà tại vì ông ấy về chóng vánh quá thành ra là em cũng hơi quên ạ. Tính ra hình như là em đang mang thai thật bác sĩ ạ. Có thai thật chứ còn hình cái gì nữa. Dạ. Tôi nói cho cô biết nhá. Vâng ạ. Cô nói là cách đây 2 tháng chồng cô có về. Đúng rồi ạ. Nhưng còn cái thai này của cô ấy đã sang tháng thứ tư rồi. Ôi dồi, tháng thứ tư ạ? Tầng trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi là như bóng chim. Nhà đôi cánh mềm chôn nào bình yên. Này con ơi. Dạ. Hay là bây giờ bố con mình ra quán bê thui, ta làm chầu nữa cho đến tới bến nhé. Vô, con về không con bà la sát nào con, nó giết con chết. Này, sao lại gọi vợ là con bà la sát chứ? Dạ. Bố đây này, sống với mẹ con 20 mấy năm rồi, mà mỗi lần bố bực lên, bố chỉ gọi ấy ơi, hoặc là bà ơi thế dạ, thôi. Con xin lỗi bố. Ý con là vợ con là thương yêu con lắm. Đang chờ con về là ăn cơm. Là con xin phép bố là con về. Được rồi. Bye bye nhé. Bố mai lại gặp nhau nhậu nhé. Bố đi cẩn thận nhé. Bố về bố gọi con. Bố về đây. Vâng. Mở cửa. Mở cửa ra. Nhà này là nhà bỏ hoang rồi. Này, ba cô là ai? À, sao lại vào nhà tôi? Nè, mời cô đi ra ngoài nhé. Đừng có mất lịch sự, tôi báo của Hàn bắt đấy, nha. Đến vợ anh còn không nhớ. Vợ nào? Vợ đây chứ đâu. Vợ mở cửa cho anh vào nhà ấy. Ở ngoài này nóng, mệt lắm. Đến vợ còn không nhớ tên, thì từ đứng ngoài đấy nhá. Vợ tên gì? Vợ tên là Lan, mà không tên Lan thì tên là Nhung. Không, tên Nhung thì tên là My, mà không, tên My là tên là Hồng. Kêu nhớ đi vào, nhá. Tên sao không nhớ? Đứng im. Vợ tên là gì? Một khi đó là hai khi, đi tiếp. Chú là ai mà lại ngủ ở cửa bố tôi hả? Ôi bố à. Thằng con rể quý của bố à? Bố ơi, con về nhà. Vợ con nó không cho con vào nhà. Vì là con không thể nào mà nhớ nổi tên vợ con là gì. Đúng. Cái loại đàn ông như anh không nhớ nổi tên vợ là thế nào? Thế thì con làm ăn cái trò trống gì? Con xin lỗi bố. Bố con hỏi là vợ con là tên là gì? Hả? Đến vợ tao đây này, tao cũng không nhớ nổi tên. Nếu huống gì là vợ mày, tao có nhớ, có mà nhớ vào mắt. Cái bố con mày lại giống nhau rồi. Này con ơi. Dạ. Ngồi xuống đây bố bảo. Dạ. Kiểu này không được à? Bố con mình
mà cứ còn rượu chè bê tha thế này. Dạ vâng. Chắc là tan cửa nát nhà thôi. Thôi, bây giờ bố quyết định ôi thế này. Ôi, dạ vâng. Một tuần. Vâng. Một tuần nhanh quá. Vâng. Một tháng đi. Vèo một cái là đến một tháng luôn. Dạ vâng. Bố quyết định là một quý ba tháng. Bố con mình nhậu bê xê lết luôn. Không, không thể nhậu bê xê lết được. Ba tháng bố con mình gặp nhau một lần. Dạ. Nhậu khi nào đủ say thì thôi. Không có, có vợ mày với lại bà nhà tao lại chê một cút gì không bằng một lít. Mời cậu ngồi. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi có thể giúp gì được cậu nhỉ? Dạ thưa bác sĩ, vợ em. Tôi không hỏi vợ cậu, mà tôi hỏi cậu. Dạ, vâng, thưa bác sĩ, vợ em... Nếu mà vợ cậu có cái gì thì vợ cậu phải đến đây để chúng tôi khám chứ. Sao đi. Dạ không thưa bác sĩ, vợ em không bị làm sao cả. Mà em mới là người cần bác sĩ tư vấn vào lúc này ạ. À, trời. Thôi được rồi. Cậu nói đi, tôi đang nghe đây. Thưa bác sĩ là vài tuần trước em có nghe mọi người trong hàng xóm ấy đồn là vợ em ngoại tình. Ngoại tình bác sĩ ạ. Em tức lắm. Bác sĩ có biết không? Vâng. Thế là em bỏ hết tất cả công việc, em chạy về nhà. Em chỉ thẳng mặt vợ em. Này! Cô là ngoại tình người khác, cô đang phản bội tôi có đúng không? Thế vợ cậu nói sao? Vợ em đã bảo là anh cứ bình tĩnh đã, lại đây uống một cốc cà phê rồi nói tiếp ạ. Bác biết không? Thế là em thấy vợ em nó nói cũng phải. Thế em vào nhà uống hết một cốc cà phê. Rồi em cũng thấy bình tâm trở lại. Em cũng thấy ổn hơn bác sĩ ạ. À, thế à? Vâng. Bình tâm trở lại ổn dạ, hơn. Dạ vâng ạ. Thế thôi. Thế bình tâm rồi thì cậu về đi. Đến người khác. Ê, bác sĩ, chưa, em chưa trình bày xong, vẫn còn ạ. Vẫn còn. Dạ vâng. Ủa chút thôi được rồi. Nhanh. Sau cái ngày hôm đấy, trong một lần đi chợ em định mua vài cái bắp cải về làm món ẩm thực Bắc. Bắp cải to bằng cái nắm đấm này. Đấy. Không ngờ. Chính mắt em nhìn thấy vợ em ôm chặt một cái thằng mặc áo sọc kẻ trắng như bác sĩ đây. Ôm chặt lắm bác sĩ ạ. Không phải tôi đâu đấy nhá. Vâng, nhưng mà ôm chặt em tức lắm. Thế là em chỉ biết cầm lấy cái bắp cải rồi biết ném vào ai? Không, em ném xuống đấy ạ. Rồi em chạy thẳng về nhà, em chờ con vợ em về để em tra hỏi ạ. Bác biết không, lúc nó vừa về đến nhà em nhảy bổ ra túm lấy cổ áo nó và nói sao? Hôm nay cô đi sau một cái thằng mặc áo sọc kẻ nhá, ôm chặt lắm nhá, có đúng không? Đừng có lừa dối tôi nhá. Cô ấy nói thế nào? Tôi lại bảo là anh cứ từ từ uống cốc cà phê đã rồi nói tiếp ạ. Thế cậu có làm theo cô ấy không? Dạ. Thế là em uống cốc cà phê. Sau khi uống xong cốc cà phê đấy thì em thấy bình tâm trở lại và cũng thấy ổn hơn ạ. Ủa thế thì xong rồi. Ổn hơn rồi. Thế thì mời cậu đi ra để đến lượt người khác. Ê bác sĩ, từ từ em chưa trình bày xong ạ. Ôi giời ơi. Cậu có biết là cậu đang làm mất thời giờ của tôi không? Dạ. Tôi không phải là bác sĩ tâm lý đâu. Bác sĩ trình bày. Vâng. Bác sĩ biết không? Đỉnh điểm là ngày hôm qua, sau khi em ta làm về, em bắt gặp ngay tại trận vợ em và cái thằng áo dọc kẻ đấy. Nó tình tự với nhau ở ngay trong phòng ngủ nhà em như thế. Ui dồi ôi, lại còn thế nữa. Dạ vâng ạ, thế mới đau. Thế cậu làm thế nào? Dạ, em tức điên. Em phải biết, chạy vào trong phòng bếp, cầm một cái chày và thế là đập nát. Nát cái gì? Đập nát cái khay đá. Thế em cho hết đá vào trong cốc cà phê sữa. Rồi, em uống một mạch hết luôn. Em thấy vẫn chưa xuôi. Thế em pha tiếp 3 cốc cà phê đen, không đá, không đường, không sữa. Em uống một phát hết luôn. Em thấy cũng bình tâm trở lại. Ôi trời ơi, thế bình tâm trở lại thì đến đây làm gì nữa? Dạ bác sĩ, nhưng mà... Cậu muốn gì nào? Dạ, em muốn hỏi là em uống nhiều cà phê như thế thì có hại gì cho sức khỏe của em không ạ? Chú nói thế mà sao phải nhăn nhó. Chú nói kỹ rồi đấy, cháu cứ tự hình ngẫm mà xem nhá.
rồi hắn quyết định. Không phải vội vàng rồi sau này khổ cả một đời đấy. Ôi ôi, cháu ngẫm nhiều lắm rồi, cháu nghĩ kỹ lắm rồi chú ơi. Nhưng mà chú không biết được đâu, cô ấy là định mệnh của đời cháu. Ôi, cô ấy đẹp lắm nha. Da trắng như tuyết này. Đúng rồi. Rồi tóc đen như gỗ mun này. Chân dài như hai cây thông. Thẳng đẹp lắm chú ạ. Bây giờ cháu nói thật với chú nhá, cháu mà bỏ cô ấy thì trái tim cháu nó mai cơn tan lát luôn đi chú ạ. Đây một màu hồng đúng không? Hồng rực đúng không? Nhưng mà chú nói cho cháu biết nhá, khi cưới nhau rồi nhá, lấy nhau về rồi nó không còn màu hồng như là cái thời mà cháu yêu đâu. Ôi trời ơi, chú có phải là một người chú cháu luôn kính phục, luôn kính nể không ạ? Mà sao từ nãy đến giờ chú toàn khuyên cháu cái gì? Chú bây giờ nhá, vợ con thì đều về rồi, cháu đây này, ngần này tuổi đâu, bây giờ mới có tí tình yêu tình đương mà chú cứ khuyên cháu như thế à? Vợ con đề huề. Cháu là cháu chú mà cháu nói thế thì kinh rồi. Đây là coi, đấy là tùy cháu, chú chỉ biết góp ý cháu thế thôi nhá. Đấy, cháu quyết định đi. Chú cứ thế nào ấy? Sao chú cứ nói cháu thế? Mà chú ơi, cháu bảo nhá. Đấy, cháu tính kỹ lắm rồi. Như cháu với cả cô ấy đây này. Mai sau nhá, cháu với cả cô ấy sẽ cưới nhau này. Sẽ như một đôi uyên ương hồ điệp. Tức là con bướm ấy chứ. Đấy, chúng cháu sẽ lên một quả đồi này. Đấy, ở đó sẽ có một túp lều tranh. Hai trái tim vàng. Ôi ôi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu nào cháu ơi. Đâu. Rồi tí nữa cháu về nhà chú nhá, cháu sẽ được trải nghiệm nhá, xem thế nào gọi là màu hồng nhá. Nói cứ cãi. Thôi được rồi, bây giờ mời cháu về nhà chú luôn, cháu sẽ được trải nghiệm luôn, đi. Vào đây cháu. Đấy. Đây, thế này đấy. Cháu ngồi ở đây đi. Nhìn như bãi chiến trường thế này hả chú? À, ngày xưa yêu nhau thì nó cũng đẹp như cháu vừa kể đấy. Nhưng mà lấy nhau rồi cháu thấy không? Này này, những cái miếng ổi này, những cái vỏ chai này, quần áo này, này nó nằm ở đây cách đây một tuần rồi mà bây giờ nó vẫn nằm đúng vị trí ấy. Còn đây không? Còn đây, đây là bữa cơm trưa của chú. Thôi, chú cháu mình cơ, xẻ đôi nhá. Ôi trời ơi, mình ơi. Trời ơi, cơm này không ăn được nữa. Từ tối hôm qua bây giờ thiêu rồi. Từ tối hôm qua thì cô vẫn phần tôi, thì trưa nay để tôi ăn còn gì nữa. Chào cô. Chào cháu. Thế mà chú cháu về không nói với cô sớm để cô dọn nhà. Cơm khổ qua hàng ngày như thế nào thì hôm nay vẫn phải như thế để cho cháu nó biết. Thôi để tôi chạy ra tôi mua cái gì ngon ngon cho hai chú cháu ăn nhá. Ồ hay, thế thì còn nói chuyện gì nữa. Cháu nó đang muốn chứng kiến cái cảnh thật như thế này. Dạ. Bởi vì nó sắp sửa lấy vợ. Dạ. Dạ, qua cái hình ảnh sinh động và rất ấn tượng như thế này, dạ, cháu nói thật là cháu quá hiểu ý chú ạ. Chú ạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu lắm rồi. Đấy. À. Chú cháu ông định đeo dấu tôi đi à? Hả? Như thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Thế này là thế. Trời ơi, con gái nhà ai mà chinh thế, chinh tòa đó. Chinh thế, đứa nào mà chinh thế. Úi giời ơi, xinh quá nhà. Bố này, kệ con. Bố ơi, con vội lắm, con phải đi bây giờ. Ở nhà ta bảo đó. Ở nhà? Có chuyện gì? Con vội lắm, thôi để lúc khác nhá. Tao biết cái vội của mày rồi. 33 năm nay lúc nào mà chả vội. Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Cô bảo này, con gái ạ, lúc nào mày dẫn bạn trai về ra mắt bố đấy. Bố có mỗi mình là con gái thôi. Bố có nhớ nhá, cái năm 32 tuổi ấy, con dẫn về đây một chàng rể tương lai nhá, thế mà bố cá chê, thế là con bỏ rồi còn gì. Ai bảo mày dẫn về toàn những thằng khiếm khuyết cả. Bố này, khiếm khuyết đâu mà khiếm khuyết, anh ấy đầy đủ các bộ phận, có thiếu chỗ nào đâu mà bố bảo khiếm khuyết nào. Đồng ý là như thế, nhưng thằng có nhà thì không có xe, thằng có xe thì không có tài sản thừa kế, làm sao mà tao đồng ý được. À,
con còn nhớ nhá, có một lần con dẫn về đây một chàng rể tương lai nhá, đầy đủ theo tiêu chuẩn của bố, thế mà bố còn không đồng ý còn gì. Thằng nào nhỉ? À, cái thằng mà lần thứ sinh nhật 29 của mày chứ gì? Vâng. Ôi giời ơi, tưởng thế nào, thằng ấy đi giày 6 phân mà đứng chỉ đến vai của mày. Nói chuyện với tao, mặt cứ ngửa lên trần, song song với trần nhà, làm sao tao đồng ý được. Này con ơi, bố đã bảo rồi, muốn lấy ai thì lấy, cũng phải lấy cho người xứng đôi vừa lứa, để thế nào đừng chê cười, thế chứ. Vâng, chính vì thế cho nên lần này nhá, con sẽ đưa về đây một chàng rể tương lai đúng theo tiêu chuẩn của bố nhá, không thể chê vào đâu được. Thật à? Vâng. Tốt quá. Thế nào? Nó ra nào? Anh ấy gọi điện thoại đấy ạ. Để con nghe lại nhá. Vâng. Alo, Nhiêu Nhiêu à? Vâng. Vâng. Này, đừng có để em đợi lâu đấy nhá, em ghét nhất là đợi đấy. Vâng ạ. À, vâng, bye bye. Này nhá, nói có sách, mắt có trứng nhá. Đây này, bố xem này nhá. Đấy, cứ từ từ chờ. Đấy, bố nhìn thấy chưa? Nhá, anh ấy tên là Joseph Trương. Nhá, là Việt Kiều Pháp. Có nhà lầu này, có xe hơi này. Ôi dồi ôi, bố nhìn kỹ vào xem nhá. Đây này, có cả tóc mới tiêu đây này. Hơi bị chân chạc. Ôi dồi ôi, con mê anh ấy lắm nhá. Này đặc biệt nhá, là cao 1m75 rồi đấy. Rất là hợp với ý bố nhá. Chê vào đâu được. Tao không đồng ý mày yêu thằng này. Ơ, sao bố lại không đồng ý? Anh ấy đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn của bố đề ra. Bố không đồng ý ở điểm nào, bố nói con nghe xem nào. Mày quen nó bao nhiêu lâu rồi? Những 30 ngày. Dài thế cơ mà. 30 ngày? Vâng. Còn bố mày quen nó 30 năm rồi. Nó là bạn học đại học của bố đấy. Em là... Hả?